Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức CSP. Hôm nay thầy cũng đồng hành với các em để hỗ trợ các em học môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Đây là kênh học miễn phí giúp các em học giỏi môn toán. Hôm nay thầy tiếp tục dạy mục 2 phương pháp tính nguyên hàm từng phần. Sau khi học xong bài này, thầy sẽ giúp các em hiểu phương pháp tính nguyên hàm từng phần và biết tìm nguyên hàm các hàm số dùng nguyên hàm từng phần. Bây giờ chúng ta vào học bài mới. Mục 2 nhỏ, phương pháp tính nguyên hàm từng phần. Chúng ta có định lý sau. Nội dung của định lý như sau. Nếu hai hàm số biến x, đó là u bằng ux và v bằng vx có đạo hàm liên tục trên k, thì khi đó chúng ta có tích phân của ux nhân v phẩy x dx bằng ux nhân vx trừ tích phân của u phẩy x vx dx. Chúng ta tách ra tìm được một nguyên hàm thứ nhất, đó là ux nhân vx trừ cho cái nguyên hàm của hàm số u phẩy x vx và nguyên hàm của hàm số sau này thì dễ tính. Do đó người ta gọi đây là phương pháp tính nguyên hàm từng phần, có nghĩa là phần thứ nhất ux vx chúng ta tính xong, bây giờ chúng ta tính sang phần thứ hai, đó là tích phân của u phẩy x nhân vx dx. Thì bây giờ dạng rút gọn của bài này thì các em để ý này, v phẩy x dx chính là dv, u phẩy x dx chính là du. Từ đây chúng ta có công thức thu gọn như sau. Tích phân của UDV bằng UV trừ tích phân của VDU. UX chúng ta viết lại là U. V phải X, DX chúng ta viết DV. UX nhân VX chúng ta viết U nhân V. Trừ tích phân của VX chúng ta viết V. Còn U phải X, DX chúng ta viết DU. Và đây gọi là công thức tính nguyên hàm từng phần. Các em hiểu nguyên hàm từng phần là để đi tính tích phân của hàm số có dạng UDV. Thì đầu tiên chúng ta tìm được UV. Sau đó chúng ta tiếp tục tìm tích phân của VDU và thực hiện hiệu. Ở bên trái này thì chúng ta tìm được nguyên hàm của hàm số đưa về dạng UDV. Bây giờ những hàm số nào thì chúng ta có thể đưa về công thức tính nguyên hàm từng phần được. Bây giờ chúng ta sẽ phân loại bài tập để khi nào dùng nguyên hàm từng phần để tính nguyên hàm của một hàm số. Trước hết ta tìm nguyên hàm của một hàm số có dạng một đa thức vx nhân ln vx. Khi đó ta có tích phân của vx nhân ln vx dx. Thầy dùng từ nhất lô, đã trong này có hai hàm số, một hàm số đa thức vx và một hàm số ln vx. Thì cái từ nhất lô ở đây muốn nói rằng chúng ta đặt u bằng ln vx, còn lại vx nhân dx chúng ta đặt bằng dv. Như vậy là tích phân của vx nhân ln vx dx với phép đặt này chúng ta đã đưa về được tích phân u dv. Bây giờ chúng ta tính tiếp VDU, có nghĩa là từ đây chúng ta sẽ tìm DU và tìm V. Thứ nhất là tìm DU, thì chúng ta lấy vi phân hai vế, DU sẽ bằng đạo hàm của ln vx, tức là bằng 1 trên x nhân dx. DV bằng vx dx, mà chúng ta muốn tìm V, thì tức là chúng ta tìm nguyên hàm của vx, tức là V sẽ bằng tích phân của vx dx. Khi đó tích phân vx ln vx dx sẽ đưa về dạng udv sẽ bằng uv, uv là nhân hai cái đường này các em này, trừ tích phân của vdu, tức là nhân thẳng đường này. Như vậy nhất lô có nghĩa là tích phân của một hàm số gồm có một đa thức nhân với ln vx, thì các em nhớ từ nhất lô
có nghĩa là luôn p bao giờ kém cũng đạt bằng u. Bây giờ qua hàm số thứ hai. Hàm số thứ hai là hàm số đi tìm nguyên hàm của hàm số có dạng vx nhân e mũ x. Vx là một đa thức, e mũ x là hàm số mũ. Ở đây muốn nói đến từ nhì đa, có nghĩa là gặp đa thức và e mũ x thì chúng ta đặt u bằng vx. Còn lại e mũ x dx chúng ta đặt bằng dv. Như vậy tích phân vx e mũ x dx chúng ta đưa về dạng u dv được. Bây giờ chúng ta tính tiếp du và đi tìm v. Từ đây ta suy ra lấy vi phân hai vế ở dòng trên, chúng ta được du bằng đào hàm vx nhân với dx. Như vậy chúng ta tính được du rồi. Tìm nguyên hàm của v, đó chính là v sẽ bằng e mũ x. Như vậy tích phân của vx e mũ x dx chúng ta đã đưa về tích phân của udv bằng uv trừ tích phân của vdu. Từ nhì đa có nghĩa là các em gặp một đa thức nhân với e mũ x dx thì các em nhớ câu nhì đa có nghĩa là u đặt bằng vx. Các em đặt ngược lại là không tính ra tích phân này, tức là không tìm được nguyên hàm. Bây giờ qua một tiếp một hàm số thứ ba, đó là tích phân của một hàm số px nhân về một hàm số lượng giác sin x hoặc cos x. Ở đây thầy chỉ viết sin x, cos x cũng tương tự như vậy, cũng dùng một từ nhì đa, tức là trong này chúng ta sẽ đặt u bằng px, còn lại dv là sin x nhân dx. U bằng px và dv là bằng sin x nhân dx. Bây giờ chúng ta tìm du và tìm v để áp dụng công thức. Từ đây ta suy ra lấy vi phân hai vế ở dòng trên, ta được du bằng p'x nhân dx. Nguyên hàm của sin x là trừ cột x, vậy v bằng trừ cột x. Thế thì khi đó tích phân của px sin x dx chúng ta đã đưa về tích phân của udv bằng uv trừ tích phân của vdu. Như vậy thì phương pháp tính nguyên hàm từng phần thầy đã phân loại cho các em là ba dạng bài tập. Bài tập thứ nhất là tìm tích phân của px ln px dx, chúng ta nhớ nhất lô để chúng ta đặt u bằng ln px, còn lại px dx chúng ta đặt bằng dv. Nhì đa tức là trong cái tích phân vx e mũ x dx và tích phân vx sin x dx hoặc tích phân của vx cos x dx thì chúng ta nhớ từ nhì đa, có nghĩa là bao giờ chúng ta cũng đặt u bằng vx, còn lại chúng ta đặt dv. Trường hợp thứ hai này chúng ta đặt dv bằng e mũ x dx, trường hợp thứ hai này chúng ta đặt dv bằng sin x dx. Bây giờ để làm rõ cái nội dung của bài giảng bài tập này, thầy sẽ thực hiện ba cái ví dụ sau đây để cho các em thấy rõ cách tính nguyên hàm từng phần. Ví dụ thứ nhất, tính tích phân của x nhân ln p x dx. Các em thấy trong dấu tích phân có hàm số x là đại diện cho đa thức px ln px. Vậy thì chúng ta nhớ nhất lô, do đó chúng ta đặt u bằng ln px và dv bằng x nhân dx. Bây giờ chúng ta tính. Trước hết chúng ta đặt u bằng ln px, dv bằng x dx. Từ đây chúng ta suy ra du bằng đào hàm của ln px là bằng 1 trên x nhân dx. V là bằng 1 nguyên hàm của x, tức là bằng x bình phương trên 2. Do đó, tích phân của x ln px dx sẽ bằng
có dạng UDV. Thì chúng ta áp dụng công thức bằng UV trừ tích phân của VDU. UV, chúng ta nhân chéo đường này các em này. Chúng ta viết x bình phương trên 2 trước, nhân với ln f x trừ tích phân của VDU. Đã chúng ta trừ cái tích phân của 1 trên x nhân với x bình phương trên 2 dx thì bằng trừ 1 phần 2 đưa ra ngoài, còn x bình phương chia x chúng ta được x dx. Các em thấy cái tích phân của x dx tính rất dễ, đó là nguyên hàm của x là bằng x bình phương trên 2 được có số 2 nữa, thì như vậy là bằng trừ x bình phương trên 4. Về kết quả bằng x bình phương trên 2 nhân ln f x trừ x bình phương trên 4 cộng với c. Như vậy chúng ta đã tìm xong. Như vậy chúng ta đã tính xong tích phân của x ln f x dx bằng x bình phương trên 2 nhân ln f x trừ x bình phương trên 4 cộng với c. Bây giờ chúng ta sang ví dụ tiếp theo. Tính tích phân của x nhân e mũ x dx. Nhìn vào đây là đa thức x và hàm số e mũ x. Thế thì chúng ta nhớ công thức là nhì đa. Thế thì chúng ta sẽ đặt u bằng x và dv sẽ bằng e mũ x dx. Bây giờ chúng ta giải. Trước hết ta đặt u bằng x và dv bằng e mũ x dx. Từ đây chúng ta suy ra dòng trên cùng là lấy vi phân, mà dòng dưới cùng là lấy nguyên hàm. Các em nhớ như vậy. DU bằng DX. V sẽ bằng nguyên hàm của E mũ X, tức là V bằng E mũ X vì đạo hàm E mũ X bằng chính nó. Về tích phân của X nhân E mũ X có dạng UDV, nó sẽ bằng UV trừ tích phân của VDU. Bằng UV là lấy x nhân với e mũ x trừ tích phân VDU là nhân phía sau này các em này, e mũ x nhân với dx trừ tích phân của e mũ x dx. Các em thấy tích phân e mũ x dx, nguyên hàm của e mũ x là chính nó cộng với c, như vậy chúng ta kết thúc. Vậy bằng x nhân e mũ x trừ e mũ x cộng với c. Như vậy các em thấy cái tích phân bắt đầu rất phức tạp. Thế thì chúng ta dùng phương pháp tích phân từng phần, phần thứ nhất và đến phần thứ hai thì chúng ta tính cái tích phân lần thứ hai rất dễ. Như vậy chúng ta đã tìm được nguyên hàm của x nhân e mũ x chính là bằng x nhân e mũ x trừ e mũ x cộng với c. Bây giờ chúng ta sang cái ví dụ thứ ba. Tính tích phân của x nhân cột x dx đa thức x và hàm số lượng giác đó là cosin x. Chúng ta nhớ nhì đa, tức là trong này có đa thức, thì chúng ta đặt u bằng x và cột x dx đặt bằng dv. Bây giờ chúng ta trình bày lời giải. Chúng ta đặt u bằng x và dv sẽ bằng cột x dx. Từ đây suy ra du bằng dx và v là bằng nguyên hàm của cột x, tức là v bằng sin x. Do đó tích phân của x nhân cột x dx được tính bằng u nhân v trừ tích phân vdu bằng x nhân với sin x. Các em viết x ba thức ở trước, các em viết đằng sau sợ nhầm lẫn là x nhân x, các em viết x bình phương thì không được, cho đó đa thức các em viết trước sin x. Trừ cho tích phân của vdu là tích phân của sin x dx. Tích phân của sin x dx mà nguyên hàm của sin x thì các em biết là bằng trừ cột x,
vi trừ thành cộng. Như vậy là chúng ta được kết quả như sau: bằng x nhân sin x cộng với cột x cộng với c. Các em để ý chỗ này kẹo nhầm lẫn. Nguyên hàm của sin x là trừ cột x, trước có dấu trừ là thành dấu cộng. Như vậy chúng ta đã tìm nguyên hàm của hàm số x nhân cột x bằng x nhân sin x cộng cột x cộng với c. Như vậy qua ba ví dụ thì các em nhớ cho thầy các dạng, đó là nhất lô nhì đa. Nhì đa thì có hai dạng, đó là đa thức nhân e mũ x hoặc đa thức nhân với sin x nhân với cột x. Nhất lô chúng ta đặt u bằng lô nhân với x, nhì đa chúng ta đặt đa thức bằng u. Như vậy bài học đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy. YouTube Lê Minh Đức CSP. Thì cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.